Có đám bạn đáng đồng tiền bát gạo là đây. Còn gì tuyệt vời hơn khi tình yêu được cả thế giới đẩy thuyền. Này, người ta vẫn bảo là chuyện tình yêu do duyên số. Cơ mà tám tôi lại nghĩ đôi khi là do ăn ở đấy. Tại sao à? Bởi vì nếu bạn sống tốt thì vũ trụ sẽ an bài cho những người bạn đáng đồng tiền bát gạo. Những người mà nhất định vun vén cho hạnh phúc của bạn mình, đẩy thuyền nhiệt tình như thế này này. Đấy là có một ông bạn giúp mang hoa thôi nhá. Còn cặp sau đây thì được cả đôi bạn cùng đẩy mạnh mẽ theo đúng nghĩa đen. Thế nhưng, chưa là gì so với việc cả lớp đồng lòng với tinh thần nhất trí cao, hành động chuẩn không chuyển nhịp nào như trường hợp sau đây. Trời ơi, xem clip nào clip nấy tung xỉu các bạn ạ. Thế này mà thuyền không cập bến thì hơi phí. Ông bà nào còn SA thì về xem lại xem mình ăn ở với bạn bè thế nào nữa nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày, bạn nhé.